Xin chào mọi người, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một cái bắt kính, đó là thương hiệu của Dior. Và mình cũng sẽ có một cái bọc mọi người ha, cũng là thông số của nó mọi người nè. Cái này là cũng là quen thuộc rồi. Bên trong mình sẽ có một cái bọc màu trắng quen thuộc của Dior luôn. Ở bên trong cũng sẽ có những cái giấy gói nha, rồi sách hướng dẫn và cái khăn. Và cũng có một cái bọc da để các bạn đựng cái kính có chữ chích tiền Dior ở đây mọi người ha. Và ở bên trong mình sẽ có một cái mắt kính. À, cái này hồi trước mình đã từng làm một cái rồi, màu xanh, nhưng mà nó là màu, nhưng mà nó là kiểu tròn tròn mọi người. Hôm nay mình có một cái kiểu vuông hơn. Và đây cũng là cái mã code của nó, cái thông số của nó. Cái này như nó có cái miếng chip của nó luôn mọi người. Đó, đây là cái kính này, nói chung là đã rất là lâu rồi mọi người, hoặc là kiểu như là cũng mới đây, nhưng mà nó không phải là mới 2024 mọi người ha. Nó chỉ là một cái phiên bản thường thôi. Và đây là cái kính Dior ngôi sao mọi người nè. Đây, hai bên hông nó sẽ có hai ngôi sao, là tượng trưng cho hai cái phần nút của mọi người, chắc mình nghĩ là vậy. Ở bên này cũng vậy luôn ha. Ở mặt trước sẽ là một cái viền màu trắng, và ở bên trong nó là màu xanh mọi người ha. Giống như là những cái màu xanh của Dior Club nha mọi người, tượng trưng của Dior. Và cái viền của nó mọi người nè, nó sẽ làm mix hai màu xanh và màu trắng, cái viền mọi người thấy không? Nhìn cực kỳ đẹp mọi người ha. Cái em các bạn lên mặt á, nhìn nó sẽ rất là sáng mặt của mọi người luôn mọi người, rất là đẹp. Bên hông sẽ có một cái logo của Christian Dior, cũng có một cái viền màu xanh. Nó là cái viền màu xanh biển mọi người ha, ở ngoài nó sẽ nhạt hơn một xíu, trong video này nó sẽ đậm và nó làm viền rất là đẹp mọi người nè. Nhìn cho mà cái em này cực kỳ đẹp luôn mọi người. Và mình thấy cái em này nó có vẻ là nó thiết kế kiểu như là chi tiết hơn, nét hơn, đẹp hơn. Ở bên này cũng có một cái chữ Christian Dior luôn mọi người ha, cũng có một cái viền nè. Ở bên trong đây sẽ có chữ Christian Dior bằng vàng, bằng màu vàng mọi người. Và cái phần này mọi người nè, đó, cái phần tiếp xúc mình rất là thích khúc này. Nó đẹp mọi người thấy không? Còn có những cái mà nó không có đẹp á, hay là nó bị lem luốc hay là sao đó, thì mình rất là ghét cái đó. Kiểu như là hãng cũng lớn rồi mà làm sao lại bị cái này á, thì mình rất là khó chịu. Tại vì chắc có thể là do là mình hơi kỹ mọi người. Ở đây sẽ có một cái chữ Made in Italia mọi người nè. Ở bên đây thì sẽ có thông số của nó, chữ Dior Back Click gì đó, không nhớ nữa. Một S1U, và đây là cái mã số của nó, 53, 17 và 140. 53 là cái này mọi người nè, 53, 17 và 140 là đến đây. Đó, và cái đệm mũi của nó thì nó cũng là một cái đệm mũi bằng nhựa luôn, và mình nhìn rất là đẹp mọi người ha. Nó là sẽ là nhựa mà cái nhựa ở đây nó sẽ lòi ra một cái phần trong suốt nè, nhìn rất là hay mọi người ha. Và ở bên trong cũng rất là đẹp mọi người, ở bên trong thì nó cũng sẽ là màu xanh đó, xanh phối vàng trắng, nhìn kính rất là sang mọi người ha. Thì cái kính này mọi người cái giá nó cũng rất là tốt, nó tầm khoảng 8 triệu mấy, hoặc là tùy theo cái phiên bản mọi người ha. Nếu mà các bạn thích thì các bạn cứ báo cho mình thì mình sẽ báo giá chính xác cho các bạn. Và đây mọi người, thì khi mình lên mọi người thấy không, cái này thì mình mang vào mình cảm thấy là nó cũng khá nặng một xíu, nhưng mà cũng không đáng kể đó mọi người, kiểu một kính nè. Nhưng mà các bạn thấy không, mang vào nhìn nó rất là đẹp nha, tại vì nó vuông á, thành ra là mình nhìn nó mình không có bị thấy những cái phần góc cạnh của nó, nhìn rất là đẹp mà các bạn nè, thấy không, nhìn lên rất là sang. Mà mình thấy là cái này nha mọi người, mình để ý là nam cũng có mang nữa, nhưng mà mang cái hình vuông thôi, còn cái hình tròn oval thì có là nam, nhưng mà mình nghĩ là người mẫu mang mới đẹp thôi, chứ còn cái bạn kiểu như là người thường thì mình cứ mang bình thường cũng như mình thôi. Đây các bạn thấy không, mình mang nè, nhìn nó rất là đẹp mọi người ha. Hoặc là các bạn màu đen cũng được, nhưng mà màu trắng thì nó sẽ làm cho cái mặt của mình sáng lên, và kiểu như là người ta sẽ để ý nhiều hơn mọi người ha, nó nổi bật á. Nếu mà mọi người thích cái video này, mọi người thích cái mắt kính này, mọi người nhớ một like, nhớ subscribe kênh của mình, cũng như thông báo cái bên để nhận video của mình, nhớ cho mình một tim bên top nha. Cảm ơn mọi người.